Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy, Đức Giêsu từ trong nhà đi ra, ngồi ở ven biển hồ. Dân chúng tụ họp bên người rất đông, nên người phải xuống thuyền mà ngồi, còn tất cả dân chúng thì đứng trên bờ. Người dùng dụ ngôn mà nói với họ nhiều điều. Người nói, người gieo giống đi ra gieo giống, trong khi người ấy gieo, có những hạt rơi xuống vệ đường, chim chóc đến ăn mất. Có những hạt rơi trên nơi sỏi đá, chỗ không có nhiều đất, nó mọc ngay vì đất không sâu. Nhưng khi nắng lên, nó liền bị cháy, và vì thiếu rễ nên bị chết khô. Có những hạt rơi vào bụi gai, gai mọc lên làm nó chết nghẹt. Có những hạt lại rơi trên đất tốt nên sinh hoa kết quả, hạt được một, hạt được gấp trăm, hạt được sáu chục, hạt được ba chục. Ai có tai thì nghe. Các môn đệ đến gần hỏi Đức Giêsu rằng, sao thầy lại dùng dụ ngôn mà nói với họ? Người đáp, bởi vì anh em thì được ơn hiểu biết các mầu nhiệm nước trời, còn họ thì không. Ai đã có thì được cho thêm và sẽ có dư thừa, còn ai không có thì ngay cái đang có cũng sẽ bị lấy đi. Bởi thế, nếu thầy dùng dụ ngôn mà nói với họ, là vì họ nhìn mà không nhìn, nghe mà không nghe, không hiểu. Thế là đối với họ đã ứng nghiệm lời sấm của ngôn sứ Isaiah rằng, các ngươi có lắng tai nghe cũng chẳng hiểu, có chố mắt nhìn cũng chẳng thấy, vì lòng dân này đã ra chai đá. Chúng đã bịt tai nhắm mắt, kẻo mắt chúng thấy, tai chúng nghe và lòng hiểu được và hoán cải, và rồi ta sẽ chữa lành cho chúng. Còn anh em, mắt anh em thật có phúc vì được thấy, tai anh em thật có phúc vì được nghe. Quả thế thầy bảo thật anh em, nhiều ngôn sứ và nhiều người công chính đã mong mỏi thấy điều anh em đang thấy mà không được thấy, nghe điều anh em đang nghe mà không được nghe. Vậy anh em hãy nghe dụ ngôn người gieo giống. Thế ai nghe lời rao giảng nước trời mà không hiểu, thì quỷ dữ đến cướp đi điều đã nghe, đã gieo trong lòng người ấy. Đó là kẻ đã được gieo bên vệ đường. Còn kẻ được gieo bên nơi sỏi đá, đó là kẻ nghe lời và liền vui vẻ đón nhận. Nhưng nó không đâm rễ mà là kẻ nông nổi nhất thời. Khi gặp gian nan hay bị ngược đãi vì lời, nó vấp ngã ngay. Còn kẻ được gieo vào bụi gai, đó là kẻ nghe lời nhưng nỗi lo lắng sự đời và bà vinh hoa phú quý bóp nghẹt lời, khiến lời không sinh hoa kết quả. Còn kẻ được gieo trên đất tốt, đó là kẻ nghe lời và hiểu, thì tất nhiên sinh hoa kết quả và làm ra kẻ được gấp trăm, kẻ được sáu chục, kẻ được ba chục. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Kính thưa quý bà và anh chị em, cách đây mấy tháng, vào tháng 3 vừa rồi, trước khi trận dịch xảy ra, thì con có đi giúp tín tâm ở bên California, San Jose, California. Vào buổi sáng hôm đó, một chú làm trong ban hội đồng mục vụ đã đưa con đi ăn sáng. Và đến cái khu Việt Nam, thì trước khi bước vào trong một tiệm phở, thì ngay trước tiệm phở đó có một anh Việt Nam là người homeless
Nhìn anh thật là tội nghiệp ngồi ngay trước cửa để xin ăn. Thì nhìn thấy anh như thế ngồi bên cạnh một vài chiếc vali, con đã ngồi xuống và nói chuyện với anh. Anh ơi, cái cơ quan nào đã đưa anh đến cái chỗ này là trở thành người buôn lẻ như thế này? Chúng ta biết người Việt Nam mà là người homeless ở trên đất nước Mỹ thì là cả một sự đau đớn cho họ, phải không? Người homeless, người vô gia cư, con đã ngồi xuống và nói chuyện với anh. Và sau cuộc nói chuyện thì anh nói là: chú ơi, chú có phải là mục sư tin lành không? Và con nói: không phải, tôi là linh mục Công giáo. Bảo: ồ, là cha hả? Cha nhà thờ hả? Bảo: vâng, đúng rồi. Vậy thì cha ơi, con có một ước mong, đó là con muốn có một cuốn kinh thánh nhỏ thôi để con có thể mang bên mình. Cha có không? Cha cho con cuốn kinh thánh đi. Và hứa bạn cha biết, thật may cho anh ta, và cha có lẽ chúng ta sắp xếp làm sao đó. Ngày hôm đó con đến San Jose thì có một gia đình cho con mượn một chiếc xe, và trong chiếc xe đó có một cuốn kinh thánh nhỏ. Thế là con trở lại xe và gọi điện thoại ngay cho người chủ của chiếc xe đó và nói: anh ơi, hôm nay em gặp người homeless và người ta muốn có một cuốn kinh thánh, và trong xe của anh có cuốn kinh thánh. Bây giờ anh cho phép em cho người homeless cái cuốn kinh thánh này được không? Thế là người chủ xe bảo: vâng cha, xin cha cho họ đi. Và cha kẹp vào cuốn kinh thánh đó $100 giúp con để cho người homeless đó. Kính thưa quý bà và anh chị em, một người homeless, một người vô gia cư, không nhà không cửa, đầu đường xó chợ, không xin tiền mà lại xin một cuốn kinh thánh. Và vì tò mò khi mang cuốn kinh thánh đến cho anh và hỏi anh rằng tại sao anh lại xin cuốn kinh thánh, thì anh ta nói rằng: thưa cha, trong những ngày con ở trong tù đó, 25 năm ở trong tù, có những lần có những mục sư tin lành đến để rao giảng lời Chúa cho con. Mỗi lần con nghe lời Chúa con cảm thấy ấm lòng lắm. Hôm nay con đã mãn hạn tù rồi, con mới ra tù cách đây mấy tháng thôi, bây giờ đi xin việc không ai cho việc hết, bởi vì con là một tên tù mà. Con cảm thấy cha quay lưng với con. Nhưng cha ạ, với lời của Chúa, với lời của Kinh Thánh, con cảm thấy ấm áp, con cảm thấy Thượng Đế ông trời Thiên Chúa vẫn ở với con, nói với con. Những đầu đường xó chợ khi con đi, có một lời nào đó làm cho con ấm lòng, làm cho con cảm thấy được an ủi. Con cảm nhận thấy Chúa ở với con trong lời của Ngài. Kính thưa quý bà và anh chị em, hôm đó con đã rất ngạc nhiên. Đấy, một người homeless không xin tiền mà lại xin lời của Chúa. Cuộc đời của anh homeless này bây giờ có thể nhìn ở bên ngoài thì có lẽ không còn sinh hoa kết quả gì theo kiểu thế gian nữa, nhưng hình như tâm hồn của anh đã bắt đầu trở nên một mảnh đất tốt để cho lời Chúa được sinh sôi nảy nở. Bởi vì nghe có lời Chúa, anh cảm thấy Chúa ở với anh, Chúa nâng đỡ anh trong khi cả thế gian này quay lưng chống lại anh, rời bỏ anh, rũ bỏ anh như một đồ bỏ vậy, thì lời Chúa là niềm an ủi cho anh. Kính thưa quý bà và anh chị em, những đức tin Công giáo của chúng ta, khi Chúa không đến ở với chúng ta chỉ trong cái tin thánh thể, nhưng lời của Chúa thực sự là sự hiện diện của Chúa ở với chúng ta. Vậy thì kính thưa quý bà và anh chị em, Chúa đến trong trần gian này, Chúa ở lại với chúng ta như lời Chúa nói: này lên thầy ở lại với anh em mọi ngày cho đến tận thế. Để làm gì? Hỏi cách khác, điều Chúa muốn nhất cho chúng ta, mỗi người trong chúng ta đây, là điều gì? Thưa, điều Chúa muốn nhất cho chúng ta đó là chúng ta sinh hoa kết quả trong đời sống của chúng ta. Điều mong muốn nhất từ khóa học của Thiên Chúa đó là muốn cho chúng ta sinh lợi 100 gấp trăm, 60
hơi 30. Và đó là điều Chúa mong muốn nhất cho chúng ta. Nhưng chúng ta sinh hoa kết quả như thế nào trong đời sống của chúng ta thì lại tùy vào cái mảnh đất tâm hồn của chúng ta. Để có thể sinh hoa kết quả dồi dào trong đời sống của chúng ta, tự mảnh đất không làm gì được, tự bản thân chúng ta không sinh hoa kết quả được. Nhưng chúng ta phải có hạt giống là lời của Chúa. Giống như mảnh đất vậy, mảnh đất chỉ là mảnh đất thôi, nhưng mảnh đất có giá trị hay không là mảnh đất đó được dọn, được chuẩn bị làm sao để đón nhận hạt giống. Và khi hạt giống đó nảy sinh hoa kết quả thì mảnh đất đó được đánh giá dựa trên những gì? Hạt giống đó sinh hoa kết quả. Kính thưa quý bà và anh chị em, cũng giống như vậy, cuộc sống của chúng ta sẽ không thể sinh hoa kết quả được nếu chúng ta không có lời của Chúa được gieo vào trong tâm hồn chúng ta. Lời của Chúa là chính Ngài luôn luôn muốn cuộc đời chúng ta được sinh hoa kết quả. Nhưng sinh hoa kết quả như thế nào thì lại tùy vào cách chúng ta đón nhận lời của Ngài. Và đó là điều mà Chúa Jesus muốn nói với chúng ta trong bản tin mừng ngày hôm nay. Nói cách khác, để cho cuộc sống của chúng ta sinh hoa kết quả dồi dào thì chúng ta phải có một sức mạnh nội tâm từ bên trong. Và sức mạnh này chỉ có thể đến từ lời của Chúa mà thôi. Chúng ta chỉ có thể có sức mạnh nội tâm và sự khôn ngoan khi chúng ta để cho lời của Chúa được lớn lên trong lòng của chúng ta. Bởi vì như lời Thánh Vịnh vậy, lời Chúa là đèn soi cho các bước, là ánh sáng chỉ đường con đi. Bởi vì chúng ta kinh nghiệm trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta mà, cuộc sống này của chúng ta bị rình rập bởi thế lực sự dữ, bởi sự khờ dại nông nổi yếu đuối của bản thân, bởi những lo toan cám dỗ của cuộc sống. Mà chúng ta sử dụng những hình ảnh rất cụ thể trong bài kinh ngày hôm nay, đó là vệ đường, đó là sỏi đá, đó là bụi gai trong bài kinh mừng ngày hôm nay. Và để có thể vững vàng trước thế lực sự dữ, để có thể vững vàng trước sự yếu đuối nông nổi của bản thân, để có thể tỉnh táo trước những lo toan và những cám dỗ của cuộc sống, thì chúng ta phải có sức mạnh nội tâm từ bên trong. Sức mạnh đó, sự khôn ngoan đó đến từ chính lời của Chúa. Đến từ chính lời của Chúa. Nhìn vào trong cuộc sống của chúng ta sẽ thấy rất rõ. Nếu một người chồng, một người vợ mà suy gẫm lời Chúa mỗi ngày, có sự khôn ngoan của lời Chúa bên trong, thì chắc chắn người chồng đó sẽ biết cách đối xử với vợ mình. Người vợ đó sẽ có sức mạnh để đón nhận những giới hạn của chồng. Một người cha, một người mẹ mà có lời của Chúa thì người cha, người mẹ đó sẽ không rối lên khi con cái không vâng lời mình. Người cha, người mẹ đó sẽ có sự khôn ngoan của lời Chúa mà biết bình tĩnh, kiên nhẫn mà dạy dỗ con cái của mình. Cho nên đôi khi trong đời sống của chúng ta bối rối, chúng ta hoang mang, chúng ta sợ hãi, bởi vì cái nền của đời sống chúng ta không được xây dựng trên lời của Chúa. Cho nên chúng ta mới hoang mang sợ hãi như vậy. Và quả đúng như lời Chúa nói, nếu anh em lắng nghe lời ta mà không đeo ra thực hành thì cũng giống như một căn nhà xây dựng trên cát vậy. Khi mưa sa nước lũ ập đến, căn nhà đó sẽ sụp đổ tan tành. Còn khi các con nghe những lời ta nói đây mà đem ra thực hành thì cũng giống như một căn nhà được xây dựng trên nền đá. Khi mưa sa nước lũ, những khó khăn, những đau khổ, những bế tắc trong đời xảy đến thì căn nhà đó sẽ vững vàng bởi vì được xây dựng trên lời của Chúa. Kính thưa quý bà và anh chị em, cho nên lời Chúa là sức mạnh nội tâm, lời Chúa là sự khôn ngoan để cho mảnh đất tâm hồn chúng ta được sinh hoa kết quả dồi dào. Cho nên thái độ chúng ta đón nhận lời Chúa như thế nào là điều rất quan trọng, rất quan trọng. Nhưng mà nhìn vào trong thực tế của đời sống chúng ta thử mà xem, chúng ta đâu có trân trọng lời của Chúa.
Chúng ta đâu có dành thời gian ra để mà đọc, để mà suy ngẫm lời của Ngài. Nghe tai này lọt qua tai kia, bởi vì tâm hồn chúng ta giống như là bên vệ đường vậy, mảnh đất bên vệ đường vậy. Tâm hồn của chúng ta đầy sỏi đá, tâm hồn của chúng ta như là bụi gai vậy. Những lo toan của cuộc sống nó đã làm cho lời Chúa bị bóp nghẹt rồi, không lớn lên được. Kính thưa quý bà anh chị em, nếu có lời của Chúa, người chồng sẽ khác, người vợ sẽ khác, cha mẹ sẽ khác. Nếu dựa trên lời của Chúa, đất nước này sẽ khác, nhân loại này sẽ khác. Nhưng mà khổ lỗi ngày hôm nay, người đã không còn xem trọng lời của Chúa nữa rồi. Người ta đã muốn đạt đi Chúa đã một bên rồi. Mặc dù ý thưa quý bạn anh xem, nếu quý bạn xem để ý thì có một điều rất hay trong ngày nhậm chức tổng thống của đất nước Hoa Kỳ này. Luật pháp Hoa Kỳ không buộc tất cả các tổng thống trong ngày lễ tuyên thệ nhậm chức của mình phải tuyên xưng đức tin của mình. Luật pháp Hoa Kỳ không buộc điều đó. Nhưng kính thưa quý bạn anh xem, nếu chúng ta để ý lại trong tất cả những lần nhậm chức của các tổng thống Hoa Kỳ kể từ đời tổng thống Franklin Roosevelt, tất cả các tổng thống đều đặt tay trên cuốn kinh thánh để thề hứa rằng sẽ trung thành với chức vị tổng thống, sẽ gìn giữ luật pháp của Hoa Kỳ được minh bạch. Và sau cùng người đó đặt tay trên cuốn kinh thánh để nói rằng: Xin Chúa giúp con, xin Chúa giúp đỡ con, may God help me. Tất cả các đời tổng thống từ Franklin Roosevelt. Tại sao lại có hành động đó như chúng ta đã chia sẻ? Bởi vì người ta tin rằng Chúa mới là chủ của tất cả mọi sự. Khi Chúa mới là chủ của tất cả mọi sự, cho nên để có thể sinh hoa kết quả dồi dào thì chúng ta phải biết ý Chúa, phải hiểu ý Chúa, phải xem cách thế giới hoạt động như thế nào mà nương lòng những cái sự khôn ngoan của chúng ta theo ý của Chúa, thì lúc đó mọi việc chúng ta làm mới có kết quả gấp trăm, 60, 30. Nhưng mà ngày hôm nay các thể chế chính trị, những người lãnh đạo các quốc gia còn dựa trên lời của Chúa không? Hay người ta thề hứa khi đặt tay trên lời của Chúa để thề hứa, nhưng rồi người ta làm cho cách của họ. Cho nên những kết quả họ làm có được mỹ mãn không? Kính thưa quý bà và anh chị, hôm nay Chúa Giêsu nói với chúng ta về điều rất quan trọng, đó là chúng ta phải có sự khôn ngoan của lời Chúa trong tâm hồn, mảnh đất tâm hồn của chúng ta. Chúng ta phải có bổn phận dọn sạch lời của, dọn sạch tâm hồn của chúng ta. Chúng ta phải sẵn sàng để cho lời của Chúa được lớn lên trong tâm hồn chúng ta. Chúng ta phải chọn lời Chúa như là một điều căn cốt trong đời sống của chúng ta, để rồi nơi đó Chúa sẽ soi đường cho chúng ta đi, sẽ dẫn lối cho chúng ta đi được. Bởi vì lời của Chúa là chính Ngài. Kính thưa quý bà và anh chị em, lời của Chúa là chính Ngài. Lời đó là lời của quyền năng, của lời là lời của sức mạnh, là lời của biến đổi, là lời như dao hai lưỡi vậy, có thể xuyên thấu tâm hồn con người ta. Lúc đó con còn nhỏ hơi ở Việt Nam thì hàng xóm của con, đó là có gia đình kia có một người con đi vượt biên, và anh ta đi vượt biên và gia đình tưởng rằng anh đã chết trên biển rồi. Lạc nhau gần 30 năm, người đó không liên lạc được với gia đình. Nhưng rồi có một hôm anh ta gọi điện thoại về nhà cho mẹ: Mẹ ơi, con đây, con của mẹ đó hả? Thế là hai mẹ con nghe thấy giọng nói của nhau chỉ còn khóc thôi, hai bên đầu dây đều khóc với nhau thôi, bởi vì mừng quá, bởi vì nghe được tiếng nói của nhau. Sau 30 năm xa cách, mẹ tưởng rằng con chết trên biển rồi, và con cũng tưởng rằng sẽ không bao giờ được gặp lại mẹ nữa. Nhưng hôm nay mẹ con đã nghe được giọng của nhau, người ta mừng đến như thế nào
Kính thưa quý bà và anh chị em, và rồi trong suốt cuộc điện thoại đó, gần nửa tiếng đồng hồ, hai người chỉ khóc với nhau thôi. Nhân loại này đã mong chờ lời của Thiên Chúa biết bao nhiêu ngàn năm. Ngôi lời đã đến trong thế gian và ở giữa nhân loại này. Thật phúc cho chúng ta giữa những lời Chúa Jesus nói trong bài tin mừng ngày hôm nay vậy. Phúc cho anh em bởi vì mắt anh em thấy, phúc cho anh em bởi vì tai anh em được nghe. Lời chúng ta đang nghe đây là lời của Thiên Chúa. Thiên Chúa làm người và nói bằng lời đối với chúng ta. Lời này nhân loại đã mong chờ bao nhiêu ngàn năm rồi. Bây giờ Thiên Chúa nói lời của Ngài, Ngài có chính con một của Ngài ấy vậy mà quen quá hóa nhạt. Con người ta dần dần thích ngừng lời của Ngài, đẩy lời của Ngài qua một bên, chỉ còn lấy lời của mình, lấy ý muốn của mình để thực hiện thôi, thì làm sao có thể sinh hoa kết quả được? Kính thưa quý bà và anh chị em, lời Chúa mời gọi chúng ta hôm nay, hãy lắng nghe lời của Chúa, hãy chuẩn bị tâm hồn của chúng ta như một mảnh đất tốt để cho lời của Chúa hướng dẫn chúng ta, để cho lời của Chúa là sức sống của chúng ta, để cho lời của Chúa là sự khôn ngoan của chúng ta. Vậy thì câu hỏi là chúng ta phải làm sao? Từ ngày hôm nay, cái điều trước tiên chúng ta cần phải làm đó là chúng ta hãy xin Chúa cho chúng ta nếm được sự ngọt ngào của lời Chúa. Cho chúng ta biết yêu mến lời Chúa, chúng ta phải xin, xin với tất cả lòng thiết tha. Lạy Chúa, từ hôm nay trở đi, xin cho chúng con biết yêu mến lời của Chúa, xin cho chúng con biết chân quý lời của Chúa, xin cho chúng con nếm được sự ngọt ngào của lời Chúa. Đó là điều đầu tiên chúng ta cần làm. Điều thứ hai đó là chúng ta hãy quyết tâm đọc lời Chúa mỗi ngày. Ngày hôm nay mỗi người trong chúng ta đều có một cái iPhone, một cái iPad trên tay mình. Dễ lắm, kính thưa quý bà anh chị em ạ, lời Chúa mỗi ngày chúng ta đều có thể tìm đọc được. Hãy quyết tâm đọc một đoạn lời Chúa mỗi ngày. Và điều thứ ba là chúng ta xin Chúa cho chúng ta biết lắng nghe. Bởi vì nếu chúng ta nghe lời của Chúa mà chúng ta không lắng nghe ở mức sâu, chúng ta không nếm được sự ngọt ngào, cho nên lời Chúa đến tai này lại ra tai kia, chúng ta không cảm mến được thì chúng ta sẽ không có yêu mến được. Chúng ta hãy xin Chúa cho chúng ta biết yêu mến lời Chúa, biết cảm mến sự ngọt ngào lời Chúa. Hãy quyết tâm đọc lời Chúa mỗi ngày và nhất là biết dành thời gian ra mà suy gẫm, mà lắng nghe, thì chắc chắn đời sống của chúng ta sẽ thay đổi. Là người chồng người vợ, chúng ta sẽ biết cách đối xử với nhau dựa trên sự khôn ngoan của lời Chúa ban cho chúng ta. Là cha là mẹ, chúng ta sẽ biết dạy dỗ con cái, bởi vì chính lời của Chúa sẽ an ủi chúng ta, sẽ nâng đỡ chúng ta, sẽ làm cho chúng ta tin vào lời hứa của Ngài. Là những người lãnh đạo, là các linh mục, là các cha chánh xứ, chúng ta sẽ biết cách để chăm sóc cho giáo dân của chúng ta. Là những người tu sĩ có lời của Chúa, chúng ta sẽ có niềm vui mà trung thành theo Chúa mỗi ngày, bởi vì nơi lời đó còn là lời của sức mạnh, còn là lời của biến đổi, còn là lời của sự ngọt ngào yêu thương. Cách đây một thời gian không lâu, có một anh kia gọi điện thoại cho con từ Chicago, và anh ta nói rằng: cha ơi, có một điều mà con lấy làm tiếc, đó là con đã không đọc lời Chúa sớm hơn. Con sang Mỹ từ khi con mới 17 tuổi, thành công lắm, và rồi con lập gia đình, con có 4 người con, để rồi cuối cùng con đã phải ly dị, con đã phải tan tác tất cả mọi sự, không còn gì cả cha, con mất hết. Trong năm đầu ly dị mà con như bảo con chó sẻ, con buồn lắm, không có niềm vui trong cuộc sống. Nhưng mà may quá, con đã bắt đầu tham gia một nhóm thánh linh, con đã bắt đầu biết đến Chúa nhiều hơn, con đã bắt đầu yêu mến Chúa, Chúa bắt đầu dẫn con đến với lời của Ngài. Và hôm đó có một người bạn gia đình rất hòa thuận hạnh phúc, con hỏi với anh bạn của con rằng cái bí quyết nào mà làm cho gia đình anh hạnh phúc vậy. Anh ta nói rằng gia đình tôi đọc lời Chúa với nhau mỗi tuần.
gia đình tôi đọc lời Chúa với nhau mỗi tuần. Và cha biết không, lúc đó có một sự cay đắng xuất hiện trong lòng của con, bởi vì con nhớ là vào ngày đám cưới của vợ chồng con, có một cha bạn đã tặng cho chúng con cuốn sách Kinh Thánh. Ấy vậy mà chúng con không đọc, chúng con đã bỏ quên cuốn sách Kinh Thánh đó ở một nơi nào đó con quên rồi. Nhưng mà con nhớ lắm, hôm đó cha đã tặng cho chúng con. Con ước gì, thưa cha, con ước gì vợ chồng con đã biết đọc Kinh Thánh ngay từ ban đầu thì chắc chắn cuộc sống của con hôm nay đã khác rồi cha. Con tiếc quá. Đây, kính thưa quý bà và anh chị em, cuộc sống của chúng ta có được đảm bảo không? Đời sống hạnh phúc gia đình của chúng ta có được đảm bảo không? Đó là dựa trên sự khôn ngoan của lời Chúa. Chúa ở với chúng ta không chỉ trong Kinh Thánh thể mà còn trên lời của Ngài. Có lời của Chúa, ma quỷ sẽ không tấn công được chúng ta. Có lời của Chúa, chúng ta sẽ có sự khôn ngoan thực sự. Có lời của Chúa, chúng ta sẽ có sức mạnh để đón nhận nhau, tha thứ cho nhau. Bởi vì chính lời của Ngài, chính trong lời của Ngài, chúng ta cảm nhận được tình của Chúa dành cho chúng ta. Nếu chúng ta biết đọc lời Chúa, biết suy ngẫm lời Chúa, nếu trải được sự ngọt ngào của lời Chúa, chắc chắn chúng ta sẽ tham dự thánh lễ sốt sáng thời. Chắc chắn khi chúng ta lên rước Chúa vào lòng, chúng ta sẽ cảm thấy sự ngọt ngào của mình vào máu Chúa một cách sâu đậm hơn. Xin Chúa thánh thần là bạn tri kỷ của tâm hồn chúng ta, lôi kéo chúng ta đến với lời của Chúa. Xin Chúa mặc khải sự bí nhiệm của lời Chúa cho chúng ta. Để như thế thì chắc chắn kính thưa quý bà và anh chị em, chính Chúa là đấng điều khiển sẽ làm cho cuộc sống của chúng ta sinh lợi gấp trăm, 60, 30. Xin Chúa thánh thần làm cho lòng của chúng ta được mềm mại ra để chúng ta có thể đón nhận lời của Chúa. Nếu anh em yêu mến Thầy, anh em hãy giữ lời Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người đó. Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở trong người đó. Lời của Chúa là chính Ngài. Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần sẽ đến và ở trong chúng ta. Nếu chúng ta để cho lời của Chúa được nảy nở, nếu chúng ta đón nhận lời của Chúa với tất cả sự kính trọng, với tất cả lòng khát khao, lòng yêu mến dành cho lời của Ngài. Lạy Chúa Thánh Thần, xin ban cho chúng con ngọn lửa yêu mến lời Chúa để chúng con thấy và nhận ra Chúa đang ở với chúng con trong chính lời của Ngài.